Hello, xin chào tất cả mọi người. Và hiện tại Vi đang đứng ở ban công căn hộ Ecoline. Thì căn hộ của Thi thì ban công này hướng Tây Bắc nha. Thì phía xa thì mọi người thấy là bầu trời hiện tại nó khá là mù, khi mà sau một thời gian cơn bão Doru ảnh hưởng thì bây giờ là bầu trời nó như vậy. Không khí ở đây thì hiện tại khá là trong lành sau khi mà có những cơn mưa nhẹ ở thành phố Quy Nhơn. Gió thì rất là mát. Thì điểm cộng ở căn hộ thì những thời điểm thế này thì mình ra mình ngắm cảnh mình chiêu rất là vui nha mọi người. Ok. Hello, xin chào tất cả mọi người. Và Thi lại xuất hiện rồi đây ở ban công phía Đông Bắc. Thì trong hình ảnh ban công này thì đang muốn giới thiệu mọi người một sản phẩm căn hộ, đó là Vina High Panorama. Thì căn hộ này đang đã được sơn lót rồi nhé. Thì xin phép quay camera lại để chúng ta có thể thấy rõ hơn về dạng căn hộ này. Thì mức giá căn hộ này thì đang xem Ecoline. Về bàn giao thì Ecoline thì đã ở rồi, còn bên Vina High thì dự kiến vào vụ tháng 3 năm 2024 thì mình sẽ tháng 3 2023 thì mình sẽ nhận bàn giao cho mọi người. Mức giá đó tầm khoảng 25 triệu trên mét vuông. À vâng mọi người, hình tòa nhà hình tam giác đang có màu trắng đó thì là dự án Vina High Panorama nha, bên cạnh dòng sông. Thì hiện tại đang ở tầng 15 của căn hộ của Thi, nhưng thấy rõ, nhưng mà nếu mà các mọi người không quen địa hình thì cũng sẽ khó phân biệt được giữa cái tòa Vina High Panorama và tòa nhà ở xã hội của An Phú Thịnh nha. Đó là tòa mặt phía trước nha mọi người, và có hình tam giác đó.